Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện phần còn lại, đổ những thành phần bê tông tấm hình này. Ở đây những vị trí vịn thấp là phần bê tông. Tôi chọn đối tượng này, tôi giữ shift chọn lên. Đây là phần lam, ở dưới là vị trí xử lý các vật liệu bê tông. Tôi chọn lần hết. Các vị trí này cũng vậy. Cửa kính này, bệ cửa và phần này cũng thế. Các bạn chọn hết sức là tinh ý. Tôi lần lượt chọn. Sau khi chọn xong, các bạn chọn đối tượng này và tiếp tục pattern. Tôi đã có sẵn pattern bê tông bên trong này rồi. Chúng ta chỉ việc tăng giảm thông số mà thôi. Và tôi ok đồng ý với thông số bằng 10. Ở những vị trí tay vịn này, tôi sẽ cho màu đen nhạt, trông đẹp hơn. Các bạn chú ý, chúng ta chọn hết các phần kính để fill màu xanh kính cho nó. Tôi là công cụ chọn đứng ở layer này và tiếp tục chọn. Cứ shift chọn các đối tượng còn lại. Sau khi tôi chọn nhanh hết đối tượng kính rồi, tôi tiếp tục đổi cho đối tượng kính này màu xanh nhạt. Tôi chọn màu nghiêng xanh ở đây. Ví dụ tôi sẽ cho đối tượng này một màu xanh như thế này. Ok. Nó khá nhỏ nên cũng không quá cần tinh tế cho lắm, mà tôi cần thấy màu xanh ở đây là được rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng vị trí cửa ở đây chúng ta chưa đổ gỗ. Tôi chọn lại đối tượng này, cho nó những đố gỗ ở đây. Các bạn giữ shift và chọn thêm. Sau khi chọn xong, chúng ta tiếp tục cho pattern gỗ vào. Và tôi chọn pattern gỗ dọc này. À, ok. Rất nhanh phải không nào các bạn? Còn ở những vị trí này, chúng ta cho đá như đá ở vị trí cầu thang thôi. Tôi chọn nhanh. Sau khi xong, chúng ta refine tiếp và chọn phần đá. Rất ấn tượng phải không nào? Chốt này, chúng ta có thể cũng phải chọn phần đá vào đây. Tôi đã chọn thiếu. Tôi chọn lại và tiếp tục cho hòa hợp luôn. À, ok. Rất nhanh và ấn tượng phải không các bạn? Với những vị trí còn lại như là logo hay là toilet với kép thì chúng ta làm như sau. Các bạn open Ctrl O lên và mở những file này đi kèm. Chúng ta chỉ được kéo đối tượng này qua và thả vào, đặt đúng vị trí là ok. Tôi nhấn Ctrl T, chuột phải, xoay đối tượng theo kim đồng hồ 90 độ. Sau đó chúng ta giữ Shift kéo xuống và chỉ được đặt đúng vị trí mà thôi. Rồi tiếp tục kéo nhỏ hơn. Ví dụ như này. Ở vị trí đặt các bạn phải che cái đàn vô cũ. Đó, ví dụ đặt như vậy. Và tiếp tục với những đối tượng còn lại. Phần chậu rửa tôi qua bên này. Và kéo chậu rửa này qua. Các bạn cũng cần chân tê. Bây giờ chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ 90 độ. Và kéo đối tượng này vào. Giữ Shift, Alt, Enter. Và đặt sao cho tương quan vị trí ok. Cần chân tê. Tuyệt đối đừng để chạm phần cửa này. Và kéo đối tượng này ra đây chút xíu. Và thu nhỏ lại. Vừa phải thôi. Enter. Nếu như tôi muốn kéo vị trí này qua thì tôi bắt đầu chọn đối tượng này. Nó đúng với bản này thôi. Các bạn chọn Ctrl T trên bàn phím và kéo. Enter. Những phần này chúng ta cảm thấy thừa, tôi bắt đầu chọn. Và xóa đi. Ctrl D bỏ chọn. Phần này cũng vậy. Rất đơn giản thẳng các bạn. Tiếp theo bên này chúng ta cũng có phần chọn rửa tiếp. Ở đây chúng ta thấy rằng chậu rửa này chậu rửa đôi, vì vậy tôi sẽ phải lấy đối tượng khác vào.